Đó, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Moto nha. Tuấn Moto xin chào tất cả anh em. À, anh chị em hay thường xuyên theo dõi bên kênh Tuấn Moto và kênh chị em mua xe bên Tuấn Moto. Đó. Hôm nay Tuấn Moto sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe Rebel NC170 nha. Đó. Dòng xe mẫu lớn nha anh em, có kích nước, quạt gió, cảm biến nhiệt, hệ thống nó 3 thân đĩa nha. Dòng này là dòng mẫu lớn của Rebel 170cc. Đó. Xe này thì mới vừa về tại cửa hàng luôn nên bên em cũng tranh thủ rửa ráy và cần chỉnh rất là kỹ để đến quay video để phục vụ cho anh em. Nào cần thì anh em liên lạc cho em theo số điện thoại có trên màn hình đó, 0369 669 659, để được tư vấn và chốt giá con này đó. Còn anh em nào muốn biết thêm chi tiết hoặc anh em cần tư vấn gì thêm thì anh em cứ để lại bình luận ở dưới, em sẽ gọi điện tư vấn cho anh em. Mà trong thời gian nghỉ Tết thì bên hôm Tuấn Moto sẽ hoạt động lại ngày 12 là ngày hôm qua. Đó, ngày nay em sẽ review đưa cho anh em chiếc xe Rebel 170. Dòng xe NC nha, 170 có kính nước, quạt gió và cảm biến nhiệt, xe này thì quá đẹp luôn. Nó xe này thì dòng xe máy lớn, 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường nha. Anh em không cần đổi bằng lái, con này thì nó 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 rất là tiện lợi luôn. Con này thuộc dòng mẫu lớn nha anh em. Đó, đồng hồ nằm trên bình xăng. Đó, con này thì khá là ok, con này thì quá tuyệt vời rồi. Mẫu NC này tìm rất là hiếm nha anh em. Đó, mẫu NC này tìm rất là hiếm. Con này thì nó tới 3 thân đĩa luôn, hai máy dung nha. Đầu lồng hơi có kích nước, quạt gió và có miếng nhiệt làm mát bằng nước nha. Con này bánh sau cực kỳ lớn luôn, bánh trước cũng lớn, đuôi sau cũng lớn nữa. Máy này là máy dung nha, máy lớn máy dung. Đó. Con này thì khá là ngầu luôn. Con này chạy rất là ngầu nha, bô con này rất là lớn luôn nè. Anh em để ý ha, cây bô khá là lớn luôn. Và hiện tại con này bên Tuấn Moto bán ra với cái giá là 48 triệu. 48 triệu giá có fix cho anh em nhào nhiệt tình hay thường xuyên theo dõi bên kênh Tuấn Moto. Anh em ở xa, bên Tuấn Moto sẽ có fix tiền xăng tiền cổ cho anh em luôn. Con này thì nó khá là đẹp rồi. Con này thì theo em được biết thì con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì. Vì xe này cũng khách đang chạy nữa nên nó rất là ok con này. Vì con này khách đang chạy nhưng mà nó lớn quá nên thành ra người ta chơi một thời gian thôi, rồi sau này nó nhiều người lớn tuổi người ta không đi nổi, người ta đổi xe khác. Đó, con này thì anh em theo anh được biết thì con này khá là tuyệt vời. Đó. Hệ thống nó 2 thân đĩa trước luôn nha, 2 thân đĩa trước nhìn rất là ngầu luôn. Và hệ thống một đĩa sau, và hệ thống đĩa sau của nó anh em để ý một cái sao nữa là 3 thân đĩa. Con này thì bô con này khá là lớn luôn vì máy lớn ha. Dòng này là dòng máy lớn nha anh em, máy dung máy lớn, bô ri nằm trong này. Con này thì máy lớn nên nó nổ rất là ngầu, hơi hóm nổ rất là lực, có kính nước nha, hệ thống kính nước quạt gió luôn anh em. Hệ thống kính nước quạt gió này mặt khóa này anh em thấy quạt vai không đó, kính nước đồng rất là mới. Con này thì đi xa rất là ok nha, nó là mát bằng nước và quạt gió này anh em đi xa rất là tốt luôn. Hệ thống nó 3 thân đĩa nhìn cũng rất là chắc chắn. Máy dung nè, máy dung nè chứ không phải là máy tròn như mấy cái kia, cái này là máy dung. Hai bình xăng con, ga nâng ti nổ rất là nhuyễn luôn, rất là ok. Con này thì em thấy quá là tuyệt vời luôn. Anh em nào cần thì liên lạc cho em để chốt giá con này nha. Con này nhìn rất là ngầu. Mẫu con này, NC này mẫu rất là hiếm ha, rất là khó tìm. Nên anh em nào cần thì liên lạc cho em. Bánh sau nè, bánh sau đùi rất là bự. Bánh rất là lớn nha, anh em để ý ha. Bánh hầu như là bằng bánh xe hơi luôn hay sao. Hai bô hai bên rất là lớn luôn. Tiếng bô nổ rất là hay nha, anh em để ý ha. Nổ rất là hay. Bộ con này khá là ok. Anh em nào cần thì liên lạc cho em để chốt giá con này nha.
liên lạc cho em theo số điện thoại có trên góc màn hình luôn, 0369 669 659, hoặc anh em tới thẳng địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá con này. Con này em được biết thì con này khá là ok. Mẫu NC là dòng thuộc dòng mẫu rebel lớn nhất trong các dòng rebel 170 phân khối, thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường, anh em không cần đổi bằng lái. Con này thì anh em nhìn cái đuôi nè, nó khá là bự luôn, rất là to, hầu như là lớn hơn 20-25 cm, rất là bự. Con này thì em thấy quá là ok luôn. Yên bọc bình xăng này là còn dán keo nguyên chiếc luôn nha, dán keo anh em. Anh em thích thì anh em về lầu keo ra. Đồng hồ bổ số này cho bình xăng km, và hệ thống này thì cũng giống như mấy kia thôi. Đây là nút đề, đây là nút đèn trước, và đây là nút tắt máy. Còn bên này cũng vậy, đây là xi nhan, đây là nút kèn, đây là quốc pha. Con này thì được em theo em được biết thì con này đèn trước nó có gắn một bóng đèn LED rất là sáng luôn. Đèn trước là đèn LED nha, rất là sáng nha anh em. Vì hiện tại em quay buổi trưa nên nó hơi nắng nên em không thể bật đèn được. Cái đèn rất là sáng, đèn LED rồi anh em hiểu rồi, nó rất là sáng. Phục này là phục lớn nha anh em để ý nha. Dòng này là dòng mẫu lớn nên cái phục rất là bự, nhìn rất là sạch sẽ. Con này thì quá ok. Hệ thống ba thân đĩa cây cốt nữa, chùm luôn, nhìn rất là chắc chắn. Sẽ giới thiệu con này thì tư thế ngồi nó rất là thoải mái luôn. Đó. Tay lái nó cũng ngồi, anh em ngồi anh em lái rất là dễ nha. Thì hôm bữa anh có quay nó rồi, anh em nhìn nè, con này thì anh em ngồi nó rất là thoải mái, không có cao bao nhiêu. Cao thì cũng có cao hơn mấy xe khác nhưng mà không có bao nhiêu. Đó, anh em tư thế ngồi anh em bỏ số hộp số của nó là 5 số nha. Nhậm số, 5 số bình thường. Nó vẫn là 5 số, một trước nè, anh em dậm phía trước. 2 3 4 5 anh em móc lên rất là dễ. Côn tay cũng rất là nhẹ luôn anh em. Đó, hệ thống côn tay rất là nhẹ luôn. Đó, con này. Nè, bình xăng rất là bự, dán keo, có dán keo luôn, anh em thích thì về lột keo ra. Đồng hồ nằm trên bình xăng nha, đồng hồ bố số nằm trên bình xăng. Con này thì mẫu lớn nên thành ra cũng khá là đẹp luôn. Máy của nó, buri thì nó nằm trong này. Anh em nào đi thời gian anh em thích thay buri hoặc anh em lau chùi thì anh em mở hai con ốc này ra, lấy cái nắp này ra, buri nó sẽ nằm trong này. Đó, nó rất là ok. Con này thì để chân của nó cũng khá là ok, rất là lớn anh em thích. Để đi xa anh em để chân cho nó khỏe. Và sau đây em sẽ chạy thử cho anh em xem nha. À, anh em nào thích chạy chốc giá con này. Con này máy nổ rất là lực luôn. Máy ring nha, hiện tại máy con này là chưa rất độc. Máy ring nổ rất là lực. Con này nổ khá là lực luôn, rất là ok. Nổ rất là lực. Đủ hết, em sẽ chạy thử một vòng cho anh em. Rất là mạnh nha, cực kỳ mạnh luôn. Tiếng bô nổ cũng rất là hầm, rất là lực. Con này khá là ok anh em. Anh thấy con này rất là chuẩn luôn. Thử một vòng nữa. Móc lên, số 2 là móc lên, rất là dễ.
anh em ôm cua ôm ít thôi nha, không có nhiều giống như mấy xe tay ga. Xe tay ga thì anh em ôm nhiều được, nhưng mà mô tô thì anh em ôm ít thôi, ôm cua ôm ít nha, không có ôm nhiều. Này thì quá là tuyệt vời, con này chạy rất là chuẩn. Con này ha, đuôi của nó rất là lớn, đuôi của nó khá là bự luôn. Biển số con này là 06604 nha, giá của nó là 48 triệu, giá của nó là 48 triệu. Bô này rất là bự, bô rất là dài luôn. Máy xe trước bô chỉ có ngắn tới đây thôi, mà nhỏ không có bự như con này. Nhưng trên đĩa con này khá là tốt nè, còn rất là gai, rất là sâu. Vỏ con này giống như vỏ xe hơi đó, khá là bự luôn. Con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì, vì xe con này là người ta đang sử dụng nên cũng rất là ok. Bánh con này là 3 đĩa đó, 160 80 16, bánh sau nha, 160 80 16, là khá là to luôn đó. 160 nè, 80 16. Nên con này anh em chạy đường xa nó rất là đạm, mà xe kiểu dáng cao to nhìn rất là ngầu luôn. Và anh em nào cần mua thì liên lạc cho em để chốt giá nha. Còn anh em nào cảm thấy hay thường xuyên theo dõi bên kênh Tuấn Mô Tô, cảm thấy video hay có ích thì anh em bấm like dùm em. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, anh em bấm đăng ký kênh, bấm chung để theo dõi video bên Tuấn Mô Tô nha. Rất là nhiều video đó, bên Tuấn Mô Tô rất là nhiều xe nên thành ra ngày nào cũng có đưa video cho anh em xem để anh em tham khảo. Anh em thích con nào phù hợp với mình, phù hợp xe, phù hợp giá tiền thì anh em liên lạc cho em để mình được chốt giá và chọn cho mình chiếc xe ưng ý và hợp lý với mình hơn. Anh em nhớ xem video, anh em nhớ bấm like đây, đăng ký kênh nha, chia sẻ lên Facebook nha để cho nhiều người cùng xem. Con này thì khách nó đang sử dụng đó, nên chiếc xe em thấy khá là ok. Thì con này bên em mới lấy vào ngày hôm qua nên hôm nay bên em rửa ráy và canh chỉnh sơ sơ lại cho nó đồn quần kỹ càng để cho anh em mua về anh em sử dụng. Vì những dòng xe rebel NC170 thì nó rất là hiếm nha, nó rất là khó tìm. 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường, anh em không cần đổi bằng lái, nó rất là đơn giản, rất là dễ, rất là thích hợp cho nhiều anh em chơi đó. Con này thì nó nhìn rất là ngầu anh em, nhìn rất là ngầu, khá là ok đó. Bên em thì chuyên mua bán xe ring đó, không có độ, không có chế, nên anh em nào cần thì cứ liên lạc cho em để chốt giá. Anh em thấy xe bên em ha, ring quần còn nha, không có độ, không có chế, hệ thống kích nước làm mát của nó đây nè, rất là ok. Anh em nào muốn tư vấn gì thêm thì anh em cứ liên lạc cho em, hoặc anh em để lại bình luận ở dưới, em sẽ có người gọi điện cho anh em để tư vấn cho anh em nha. Anh em cứ để lại bình luận ở dưới, em sẽ có người gọi điện lại cho anh em để tư vấn, có người trả lời cho anh em. Quá là đẹp luôn, nhìn rất là ngầu. Nhìn rất là đẹp nha. Rồi, và em xin tạm ngưng video này và hẹn anh em một video sau. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like nha, chia sẻ lên Facebook nha để nhiều anh em cùng xem hơn.